Xin chào các bạn, hôm nay Sóng Tình Yêu sẽ cùng đến với các bạn trong một cái chủ đề mang tên gọi là Người thứ ba đăng hình của chồng người ta lên mạng công khai, lợi hay là hại? Trong một số các tình huống khi những người phụ nữ làm vợ cảm thấy rất là sốc, cảm thấy rất là tức khi mà chồng của mình để cho người thứ ba ngang nhiên đăng hình lên trang mạng, lên Facebook, lên Zalo hoặc là lên những cái ứng dụng Instagram của cô ta. Mặc dù có những người đàn ông đã được nhân tình che mặt bằng một cái icon, bằng một trái tim, nhưng mà người vợ đó vẫn biết rằng chồng của mình chứ còn ai vào đây nữa. Người đàn ông của họ chỉ cần đứng quay lưng, người phụ nữ kia chụp, gác mặt lên cái bờ vai của chồng mình thôi, mình đã biết. Cái áo của chồng mình mua cho chồng mình, bây giờ trên tay của người thứ ba, làm sao người vợ không biết được? Những cái vấn đề như thế này thì có rất là nhiều người vợ sẽ cảm thấy rất đau lòng. Có những người vợ yêu cầu chồng là phải nói với người thứ ba không được đăng hình như vậy, nhưng mà có những người đàn ông lại không thể buộc người thứ ba bỏ đi cái tấm hình đó. Vì người thứ ba lý giải rất là hay. Hay vì sao? Hay vì có ai thấy mặt anh đâu, không ai thấy mặt anh hết, không biết người đó là ai. Em cũng cần phải chứng minh cho mọi người thấy rằng em có người yêu chứ. Có gì sai đâu khi mà em che giấu anh, không ai biết anh là ai hết. Với một người thứ ba là cái dạng sugar baby, là một cái dạng gái bao đang đi học ở trong trường đại học, mà cha mẹ không đủ điều kiện để cho cô ấy ăn những món ngon, mặc những bộ đồ đẹp, xài những cái điện thoại mắc tiền, và có nhiều tiền để đi học gym hoặc là dùng đồ trang sức hoặc sách đồ hiệu. Mà một cô gái lại có đầy đủ tất cả những điều đó khi mà hoàn cảnh gia đình không thể có được, thì cái việc mà cô ta đăng hình một người đàn ông che mặt, đó chính là cái việc người thứ ba đó, cái cô gái đang là sinh viên đại học ở cái trường đó, tố cáo mình là gái bao. Còn nếu một người phụ nữ mà có thể làm việc chân chính, kiếm được tiền trong giai đoạn học đại học, thì nó là một cái kiểu dạng người khác. Cũng có những cô gái kiếm ra được tiền để mà đi học, để tự đóng học cho mình, cũng như là mua sắm và xài và sống một cuộc sống xa hoa, hoặc là một cuộc sống khá là thoải mái về vật chất, nhưng mà cực kỳ hiếm. Và người phụ nữ đó, người ta nhìn vào, người ta biết tố chất của người đàn bà đó giỏi. Người phụ nữ đó giỏi, nó khác hẳn với một cái cô gái không có năng lực kiếm tiền để mà rồi phải yêu một người đàn ông. Cái việc mà người đàn ông mà chụp hình với cô ta, chẳng có lý do gì cô ta phải giấu mặt, trừ khi người đàn ông đó đã có vợ, trừ khi người đàn ông đó không thuộc về cô ta, người đàn ông đó không muốn cô ta đăng những tấm hình có mặt của anh ta. Nên là người thứ ba đó làm cái hành động vừa như là khiêu khích vợ, nhưng mà đồng thời cũng là tố giác với những người bạn của cô ta. Chính cô ấy là một cái cô gái ẩn danh trong cái mác sinh viên đại học, nhưng mà lại là một người thứ ba, lại là một baby sugar, nhận lãnh lương, trợ cấp tiền bạc của người đàn ông khác để mà làm nhân tình. Có những người thứ ba người ta không nông nổi như vậy, nhưng mà có những người thứ ba lại rất nông nổi như vậy, vì háo thắng, vì nghĩ rằng bản thân họ sẽ chiếm được chồng của người vợ. Họ làm rất là nhiều cách để mà có thể đoạt được chồng của người ta, làm cho vợ chồng người ta gây lộn, làm cho vợ chồng người ta tranh cãi, mâu thuẫn, để mà chứng tỏ sức mạnh của mình ảnh hưởng với người đàn ông kia như thế nào, để chứng tỏ cho người vợ biết rằng ta đây cũng là một kẻ đáng gờm, và chồng của chị đang là cái người nghe theo tôi, lệ thuộc tôi, vì tôi có sắc đẹp, vì tôi có tình dục, vì tôi có tuổi trẻ, vì tôi mới lạ hơn những người vợ. Nhưng mà ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, thì người đàn ông kia vẫn không bỏ vợ để lấy người thứ ba. Đến khi mà những người gọi là dạng người thứ ba cố chấp đến một mức mà yêu thật người đàn ông kia, thì cũng muốn có con, thả cho có thai, để mà người đàn ông kia sẽ phải trợ cấp cho mình nhiều hơn, hoặc là có trách nhiệm với mình, hoặc là không bỏ mình được. Bởi vì sau khi mà làm nhân tình của một đại gia nào đó, thì người phụ nữ đó
tốt nghiệp ra trường với một cái mức hạng bậc trung, rồi cũng khó tìm việc làm, hoặc khi mà tìm việc làm thì lương quá thấp, lại cộng với cái tính ỷ lại, lười làm, lại quen xài hàng sang hàng hiệu, đã từng sống trong một cái quá khứ được đi chơi nước này nước nọ nước kia, tay xách cái túi 20 triệu, trong khi đó bản thân mình một ngày không kiếm ra được 200 ngàn. Thì cái tâm lý muốn ỷ lại, muốn trói buộc người đàn ông để người đàn ông tiếp tục cung phụng tiền cho mình, hoặc ít ra anh ta phải có trách nhiệm với cô ta, thì có những người phụ nữ sẽ chọn cái cách là mang thai con của anh ta. Có những người đàn ông, người ta đồng ý trợ cấp nhưng người ta không có bỏ vợ, thế nên là người thứ ba này cảm thấy cay đắng và không được như ý. Trong những cái tình huống mà người thứ ba manh động, kích động và muốn đăng những tấm hình như vậy, và có những cái vấn đề thực tế hơn là người vợ biết thừa những cái món hàng mà người thứ ba đang cầm trên tay, xài trên người là của chồng mình mua cho, khi mà người vợ đó đang ở trong cái tình trạng là thương chồng mà không có muốn bỏ chồng, lại nhìn thấy chồng của mình bất lực. Bởi vì nếu mà yêu cầu cô ta xóa hình đăng á, thì cô ta sẽ giận, cô ta sẽ bắt đầu gào khóc lên, làm khổ chồng mình, thì chồng mình cũng không vui. Mà cái chuyện nhẫn nhịn trong lúc mà chồng đang yêu người thứ ba một cách si mê như vậy, mà người vợ làm cái điều gì nữa thì người đàn ông đó cũng cảm thấy là vợ mình đang gây cho mình một áp lực, vợ mình không thông cảm cho những cái vấn đề tâm lý của anh ta đang bị rối. Khi mà lửa tình của anh ta đang say đắm vào một người thứ ba thì tất cả mọi cái điều mà người vợ mong muốn trong cái giai đoạn nhất thời thì người đàn ông không thể chiều chuộng theo vợ được. Đứng ở trong cái cảnh thấy chồng mình bị người thứ ba thao túng như vậy thì người vợ cảm thấy rất đau lòng. Chồng của mình lại để cho người khác đăng hình công khai lên như vậy, có khác nào là đi thừa nhận việc mà anh ta đã có thêm một người phụ nữ khác bên ngoài và không coi mình, không tôn trọng mình là vợ nữa. Có những người thứ ba đã dùng cái cách này để mà khống chế tâm lý, thao túng tâm lý người vợ, làm cho người vợ rất là khổ đau, làm cho một người đàn bà làm vợ cảm thấy không tin chồng. Có những người vợ đã không chịu nổi áp lực mà bị bệnh, bị rối loạn tiền đình, suy nghĩ khổ tâm, đau đớn đến cùng cực. Thậm chí có nhiều người phụ nữ tự tử, có nhiều người vợ đệ đơn ra tòa ly hôn vì không chịu nổi cái sự áp lực, và đồng thời chồng của họ cũng là cái người không thể có được một cái quyết định rõ ràng trong cái vấn đề là yêu cầu người thứ ba không được làm những cái điều như thế nữa. Trong cái thực trạng đau khổ bế bách người vợ như thế thì người thứ ba lại ở trong cái vị thế là thắng thua, ngạo mạn và muốn chứng tỏ mình là tôi muốn được công khai với chồng của chị, tôi muốn đấu với chị, tôi muốn chiến với chị, tôi thích làm như vậy đó. Tôi cảm thấy là anh chị không còn tình yêu với nhau nữa, anh ta không còn yêu chị nữa thì chị nên buông tay đi. Ý người thứ ba là muốn như vậy, muốn giao chiến một trận chiến để thay đổi cái vị trí từ nhân tình trở thành vợ, hoặc là người vợ kia nên ly hôn nếu mà không còn tình yêu nữa, giống như là người đàn ông đã từng nói với cô người thứ ba này như vậy. Trong những cái tình huống oái oăm như vậy thì cái việc mà người thứ ba đăng hình một người đàn ông không phải là chồng của mình lên là cái điều bất lợi cho chính cô ta, bởi vì cô ta không nghĩ rằng sẽ có một ngày nào đó một ai đó sẽ biết được cái chuyện cô ta là một cái người phụ nữ gọi là gái bao cho một người đàn ông như vậy, thì rất là ảnh hưởng nếu mà cô ta được một cái người đàn ông nào đó danh tiếng để ý đến và muốn kết hôn với cô ta, muốn điều tra lại quá khứ thì không cảm thấy vui lòng hài lòng khi với một cái thái độ ngông cuồng và trẻ con như thế. Tuy nhiên vẫn có những người thứ ba không bao giờ đăng hình người tình của mình lên công khai và họ chấp nhận trong sự im lặng. Tuy nhiên những cái vấn đề nhân quả quả báo nó vẫn xảy ra, nó vẫn diễn ra với người im lặng, chứ không phải là im lặng là không có bị sao hết. Tuy nhiên không có một người thứ ba nào mà lại tự hào về cái chuyện mà mình làm bé, mình đẻ con thuê, hoặc là bản thân mình là gái bao lãnh lương từng tháng với người đàn ông khác. Cái chuyện mà một người phụ nữ bồ bịch với nhau thì cái chuyện mà người đàn ông lộ mặt là cái chuyện hết sức bình thường, không có gì là lạ. Còn đằng này lúc nào mình cũng giấu người yêu của mình cũng muốn che đậy người yêu của mình rõ ràng,
là cái người đó là cái người đã có sự ràng buộc hôn nhân rồi. Mình chụp hình với một bàn tay mà mình không thấy người đó đâu hết, thì cái bàn tay đó là bàn tay của người đàn ông đã đeo nhẫn, đã có vợ. Ai cũng hiểu điều này hết. Nhưng mà có những cái cô sinh viên ngông cuồng, cô lại nghĩ rằng cô chụp hình như vậy là cô thể hiện là người ta có bồ. Nhưng mà người người tình giấu mặt đó là những cái người tình có vấn đề. Những người tình không công khai hoặc là công khai mà che mặt thì là chồng của kẻ khác. Đây là một cái điều rất là hiển nhiên, ai cũng biết. Chứ không phải là mình cứ tưởng mình làm như vậy là mọi người sẽ nghĩ rằng mình đang chụp hình với người yêu của mình đâu. Mình chụp hình như vậy là mình đang chụp hình với chồng người ta, ai cũng biết điều đó hết. Và ai cũng đủ thông minh để nhận diện ra cái con bé này là con bé người thứ ba. Họ không nói nhưng mà họ biết, họ nghĩ. Cái điều đó lại là một cái sự bất lợi cho một cái cô gái chưa bước ra đời, chưa có công danh sự nghiệp. Sau này cái cô gái đó trở thành một người nổi tiếng, người nổi danh, thì đồng thời với những cái điều mà cô ta thể hiện trong quá trình mà cô ta học đại học, rất là nhiều người biết đến cái việc mà cô ta ăn mặc xe xua, chụp hình với những người đàn ông hoặc là một người đàn ông nào đó mà luôn luôn che mặt, thì rõ ràng người ta cũng biết đây là dạng BB Sugar, đây là một cái dạng gái bao. Tự cô ta tố cáo mình là cái kẻ xấu xa tồi tệ, trong khi cái con đường tương lai ở phía trước lại chính bị cô ấy hủy hoại. Cái việc mà người thứ ba làm baby sugar là một cái cô gái sinh viên mà chụp hình công khai với chồng người ta, đó chính là cái con đường bất lợi mà cô ấy tạo ra cho chính mình. Đây là một cái lời khuyên tôi muốn chia sẻ cùng với một số những cái cô gái đang chọn cái con đường làm baby sugar, là một người tình, là một cái cô gái ngành bao ẩn danh, một cái dạng trí thức để mà có được những cái lợi ích trong cái giây phút nhất thời, thì nên suy nghĩ kỹ cái hành động của mình. Chụp hình công khai với người đàn ông khác, che mặt đi, là đang tự mình bôi nhọ lên chính cái bộ mặt của bản thân các bạn nhé. Rất là cảm ơn các bạn đã lắng nghe phần chia sẻ của tôi trong ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Xin chào các bạn. Hôm nay Sóng Tình Yêu sẽ cùng chia sẻ với bạn một cái đề tài dành cho những người phụ nữ chưa có chồng, hoặc bạn đã là người thứ ba mà muốn rời bỏ vị trí của người thứ ba để mà chúng ta tìm lại cuộc đời cho chính mình, hoặc là một người phụ nữ nào đó đã ly hôn và muốn xây dựng lại bản thân bằng một cái phiên bản mới hơn, tốt đẹp hơn, hoàn thiện hơn cho chính mình, thì đây là một video cần thiết cho các bạn. Những người phụ nữ luôn tìm kiếm những giá trị vật chất và tinh thần trong cuộc sống này là một cái mưu cầu hoàn toàn thực tế, và ai cũng như ai đều mong muốn giống như nhau. Vậy tại sao có những người phụ nữ lại may mắn hơn bạn? Tại sao có những người phụ nữ họ chờ đợi đúng vào cái giai đoạn chín mùi, họ mới chọn lựa cái cơ hội đó đến với họ? Phải chăng là những cái bước mà họ tìm hiểu, chuẩn bị cũng như là sàng lọc để đón nhận một điều gì đó tốt đẹp với họ là cả một sự thận trọng, là cả một cái sự chờ mong rất là kỳ công của người phụ nữ đó? Thì khi mà chúng ta sống và xây dựng và kiến tạo cho mình những cái điều hạnh phúc, thì bản thân chúng ta cũng suy nghĩ rất là nhiều và cũng có cái phần nào đó ước ao, một phần nào đó may mắn, gọi là may rủi trong cuộc sống này để có được những gì thuộc về các bạn. Thì chúng ta vẫn nghe nói rất là nhiều đến cái việc mà chúng ta đầu tư cho bất động sản này, đầu tư tài chính này, đầu tư cổ phiếu này, hoặc là có rất là nhiều dạng đầu tư, ví dụ như Bitcoin, tiền kỹ thuật số, vân vân và vân vân, đều mang đến cho bạn những cái cơ hội kiếm được nhiều tiền hơn để tạo ra một cái cuộc sống có giá trị, thoải mái về đời sống tinh thần. Cái điều đó là cái điều nhiều người hướng đến nếu bạn có dư dả về tiền bạc. Và chúng ta đa phần đầu tư cho bản thân bằng cái việc học hành để có một cái công việc ổn định, để đó sẽ là một cái nền tảng xây dựng con người và phát triển các bạn lên một bậc cao mới và tạo ra những cái giá trị có ích lợi cho xã hội này. Vậy các bạn có bao giờ nghĩ rằng mình đã bỏ ra bao nhiêu tiền, bỏ ra bao nhiêu thời gian để mà đầu tư cho hạnh phúc hay chưa? Mà trong khi đó thì ai cũng chỉ có thể lấy vợ hoặc lấy chồng 1, 2 lần hoặc 3 lần là cao. Đa phần chúng ta sẽ kết hôn 1 hoặc 2 lần là nhiều lắm rồi. Và cũng không ai muốn có lần thứ 2 để kết hôn. Bởi vì mỗi lần mà thay đổi,
mỗi lần mà chuyển đổi một cái điều gì đó về cái mặt tâm lý khiến cho các bạn bị ảnh hưởng, bị xáo trộn về cuộc sống rất là nhiều. Không những chỉ ảnh hưởng đến bạn thôi, còn ảnh hưởng đến những người thân, những người xung quanh bạn nữa. Ví dụ gần nhất là con của bạn, cha mẹ của bạn và cái đối tượng bạn đời đã từng sống chung với bạn. Thì rất là ít người nghĩ đến cái việc là đầu tư cho hạnh phúc của bản thân. Vậy hôm nay Sóng Tình Yêu sẽ cùng chia sẻ với bạn về cái vấn đề này đây. Và tôi đã nhìn nhận cái thực tế trong cuộc sống, nó có 6 điểm quan trọng cho việc mà một ai đó muốn đầu tư cho hạnh phúc của chính mình. Cái điểm đầu tiên á, là bạn phải yêu đúng người. Cái người đó dành cho bạn, dành riêng cho bạn, người đó sẵn sàng đến bên bạn, cho bạn một danh phận rõ ràng. Bởi vì khi chúng ta yêu không đúng người, chúng ta yêu sai người là đã sai hết mọi thứ. Cho dù đúng thời điểm đi nữa mà sai người, cái trọng tâm nhất vẫn là yêu sai. Yêu đúng cách, yêu sai người vẫn là không đạt được mục đích. Cái trọng tâm nhất là cái người đó phải dành cho các bạn đã, để các bạn đỡ mất thời gian, đỡ mất công sức, đỡ mất những cái vấn đề thuộc về các bạn khi mà các bạn toàn tâm hướng vào họ nhưng lại chẳng được cái gì sau đó. Có nhiều người đã bỏ ra thời gian biết bao lâu chăm sóc cho một người đàn ông không phải về mình, lãng phí tất cả mọi thứ, chưa nói là mắc bệnh vào thân nữa kìa. Nên các bạn phải chọn đúng người để mà mở rộng mối quan hệ, xây dựng mối quan hệ đó và phát triển mối quan hệ đó mới là cái điều đầu tiên mà những người phụ nữ chúng ta cần chú ý đến trong cái bước xây dựng hạnh phúc đầu tư cho bản thân. Cái điều thứ hai là bạn chọn lọc. Đây là một cái bước sàng lọc rất là quan trọng. Hãy chọn một cái người phù hợp với bạn, có tâm, có tài, có trí, có đức để kết hôn. Vì sao nói là như vậy? Một người mà không có tâm sẽ trở thành một người rất là ác. Một người có tài năng hoặc là có tài sản sẽ là may mắn với bạn. Vì những người như vậy là những người đã được sinh ra trong một môi trường hoàn thiện. Họ có một cái sự đầu thai tốt đẹp, họ có phước lành, họ đã trọn vẹn gần như là 80-90% những cái điều phước đức vào trong con người của họ. Thế nên là bạn kết hôn với một người như vậy là bạn đã chọn lọc được cái hạt giống tốt cho mình để gieo vào trong cái thế giới nội tâm của bạn. Và đương nhiên con cái của bạn, thế hệ sau của bạn cũng sẽ được hưởng những lợi ích đó. Khi mà các bạn có sự sàng lọc thì bắt buộc những cái đối tượng muốn trở thành người mà được các bạn chọn cũng sẽ cố gắng hơn. Cái mong muốn mà chọn lựa như vậy sẽ làm cho con người ta ngày càng cố gắng để mà xứng đáng được bạn chọn, được bạn yêu. Và ai cũng phải cố gắng để làm đẹp, hoàn thiện bản thân mình hơn để xứng đáng với cái điều tốt đẹp mình được người ta chọn, hoặc là mình xứng đáng để mà chọn người khác. Cái điều thứ ba các bạn cần đầu tư cho hạnh phúc đó là gì? Trang bị cái kiến thức hôn nhân. Cái điều này rất là quan trọng. Tôi thấy hiện nay những nhà tâm lý đều có những cái khóa học đầu vào cho những người chưa kết hôn hoặc là đang giai đoạn đầu tiên trên cái hành trình hôn nhân. Đó chính là cái cách hành xử, cái cách mà chúng ta đối ứng, đối phó hoặc đối trị hoặc là đối xử với người bạn đời của chúng ta trong vấn đề hôn nhân. Mặc dù hôn nhân của các bạn chưa có vấn đề, chưa phát sinh, nhưng mà đó là cái phân khúc đầu tiên khi bạn bước vào cuộc sống vợ chồng. Khi mà chưa có con thì cuộc sống như là tình nhân, nhưng khi các bạn có con, mâu thuẫn xảy ra, bất đồng quan điểm xảy ra và rất là nhiều sóng gió sẽ xảy ra sau đó. Vậy thì những cái khóa học đó nó rất cần thiết cho những người bước vào hôn nhân, cần phải trang bị một cái kiến thức hôn nhân cho mình để mà xây dựng một gia đình. Thì cái việc mà các bạn trang bị kiến thức hôn nhân đó chính là các bạn bảo vệ hạnh phúc cho các bạn. Nhưng mà có những người lại không tin vào những vấn đề giống hệt như là tư vấn chẳng hạn. Bởi vì có những người tìm đến với tôi hỏi là tại sao hôn nhân của bạn đến mức mà vỡ nát như thế này, còn có mấy ngày nữa thôi là chồng bạn sẽ đơn phương ly hôn với bạn, sắp ra kết quả hòa giải lần thứ hai rồi, mới đi tư vấn là sao? Cái người đó nói với tôi rằng không tin người tư vấn có thể làm được việc. Bởi vì sao? Gia đình của họ là những
Người học giỏi là những người mà tạo ra tiền bạc, là người có thế lực, là người có danh tiếng. Họ giúp con dâu đi đánh ghen này, họ giúp con dâu đi chửi người thứ ba này, họ giúp con dâu bằng cách là thay mặt con dâu tấn công người thứ ba này, nhưng mà không làm cho đứa con của mình quay về với con dâu được. Đến cái mức cuối cùng thì người con dâu là khách hàng, là thân chủ của tôi mới tìm đến tư vấn. Và trường hợp này là cái trường hợp mà tôi đã gỡ thành công khi mà chồng có đơn phương ly hôn, mà tôi lại có thể giúp cho cô ấy, làm cho chồng cô ấy ngừng lại cái việc đơn phương ly hôn và rút lá đơn nó về. Đó là việc của tôi đã xong việc đó rồi. Và ca đó là ca thành công. Nhưng mà cũng có những người không tin vào cái việc người tư vấn có thể làm được những cái chuyện giúp đỡ bạn. Và có một số người lại tiêu cực đến mức là đi xem bói. Và trong cái tình huống mà tôi đã từng gặp một cái vị khách hàng, họ nói là họ đi xem bói, ba ông thầy đều nói là chồng sẽ bỏ cô ấy. Nhưng mà vào cái trường hợp tôi tư vấn, tôi lại gỡ được cái trường hợp của cô ấy. Đến nay thì chồng cô ấy không có ly hôn. Cô ấy chỉnh sửa lại cái sai của mình. Cô ấy thay đổi bản thân, chồng lại bình thường. Tại vì anh chồng anh không có cái vấn đề gì xấu, sai hay là ngoại tình gì cả, mà do cái người vợ hành xử sai nên người chồng mới chán ghét và không muốn nói chuyện với người vợ, nên người vợ hoảng loạn, người vợ không đi tư vấn mà đi xem bói. Đó, cô chia sẻ với tôi như vậy. Và cái ca đó cũng là một cái ca thành công mà tôi đã giúp cho vị khách hàng đó. Bản thân các bạn á, cũng nên xác định một điều như thế này. Khi chúng ta kết hôn, các bạn hãy xem chồng của mình, cái người mà sống chung với chúng ta, là người bạn đời đó, là một người bạn đồng hành cùng với bạn. Đừng có xem người đó như là hơi thở, đừng có xem người đó như là cái bình oxy của mình. Nếu không có người đàn ông đó nuôi mình, nếu không có tiền của người đàn ông đó cho mình, thì mình sẽ không còn điểm tựa. Một cuộc sống được chồng nuôi 100% và ở nhà nấu cơm quanh quẩn bên bốn bức tường sẽ dần dần làm cho người đàn bà tụt hậu, làm cho người đàn bà đầu óc tù túng. Và khi chồng có cái dấu hiệu ngoại tình, hoặc là say nắng, hoặc là say sóng, thì người vợ nó vô cùng là đau khổ và bí bách. Vì sao? Vì tự họ đã tạo thành cái thói quen lệ thuộc về tình cảm và tiền bạc, 100% lệ thuộc vào chồng. Nhưng mà các bạn, những người vợ lại không ý thức được rằng cuộc sống á, vốn là một chuỗi ngày không giống nhau. Không có một ngày nào giống một ngày nào hoàn toàn. Thế nên là cuộc sống luôn luôn thay đổi. Đâu phải lúc nào chồng bạn cũng có thể tươi cười mang tiền về cho bạn. Có những lúc người đàn ông thất bại, bệnh tật. Rồi có những lúc người đàn ông mất việc thì sao? Cả gia đình bạn chờ đợi, bám víu, nương tựa vào đồng lương của chồng. Phải chăng gánh nặng đó đã quá nặng với người đàn ông làm trụ cột? Thế nên bản thân bạn cũng nên là người phụ nữ có một cái nguồn thu nhập, ít hay nhiều cũng nên có cái đồng tiền của bản thân, để tránh đi cái tình trạng lâu ngày bạn lười, bạn không muốn đi làm và bạn an phận xung quanh cái bếp. Một người phụ nữ cũ mềm, rồi tiết kiệm, rồi một người phụ nữ loay hoay với nồi niêu son chảo, dầu hành mỡ tỏi, thì liệu người phụ nữ đó có trở nên sáng giá trong mắt chồng không? Khi mà người đàn ông có những cái môi trường va chạm và tiếp xúc với nhiều người phụ nữ khác, bất an từ những người vợ khi mà chồng ngoại tình là gì? Là cái sự thiếu tự tin về bản thân người phụ nữ đó, đã không tạo ra những giá trị tài chính để mà giúp chồng hoặc là cùng với chồng vận hành một gia đình theo một cái định hướng ổn định, tính theo tháng, tính theo ngày chẳng hạn. Bạn nếu mà biến mình trở thành người được nuôi, và thậm chí bạn trở thành một ô xin hoặc là người giúp việc cho chồng, và biến chồng mình trở thành kẻ bại liệt trong hôn nhân, tức là một ông chồng đi làm về, người vợ hầu phục dịch như một ông vua, thì bạn có nghĩ rằng bạn đang mất dần cái giá trị yêu thương của một người đàn ông dành cho bạn hay không? Đây là những cái điều mà người phụ nữ phải suy nghĩ thật là sâu sắc bạn nhé. Và khi mà kết hôn, bạn đã có cái cam kết nào đó trong hôn nhân hay không? Đây là một điều cực kỳ quan trọng đối với người phụ nữ chúng ta. Có những điều chúng ta không chấp nhận được, hoặc có những điều chúng ta mong muốn chồng thay đổi, hoặc là bản thân chúng ta cũng nên
hỏi nên lắng nghe xem người đàn ông đó mong muốn điều gì ở nơi mình trong hôn nhân. Đây là cái điều mà bạn phải xem là cái mấu chốt trong cái việc mà sống chung và xây dựng hôn nhân khi đi cùng với người đàn ông trên cái hành trình hôn nhân hạnh phúc bạn nhé. Và cái điều thứ tư mà để đảm bảo cho cái việc mà các bạn đầu tư cho hạnh phúc của bản thân đó chính là luôn ý thức cái việc chăm sóc và giữ gìn, xây dựng cái cây hoa tình yêu trong gia đình của bạn. Các bạn hãy nhớ rằng nếu các bạn bỏ bê, không chăm sóc, không quan tâm chính là phá hủy. Các bạn đừng có tưởng là mình lấy người đàn ông đó, mình là vợ của người đàn ông đó thì người đàn ông đó sẽ mãi là như thế. Bất cứ cái gì mà bạn không chăm sóc nó đều lụi tàn hết. Đó. Thế nên là các bạn đừng có tưởng là người đã thuộc về ta rồi, ta muốn làm gì thì làm, ta không cần chú ý, ta không cần phải chăm sóc. Không có cái gì mà có thể tươi, có thể đẹp khi mà bạn không hề quan tâm đến nó. Bạn chẳng chú tâm, bạn chẳng có bỏ công sức để mà xây dựng, bảo vệ và giữ gìn nó cả. Đây cũng là một cái trạng thái rất là tự nhiên trong cuộc sống này thôi. Nhưng mà nhiều người phụ nữ chúng ta, đến khi mà có người thứ ba xuất hiện, đến khi mà chồng ngoại tình mới bắt đầu cuống lên để mà đi xây dựng, thì lúc đó là cái thời điểm nó đã hơi muộn màng lắm rồi. Đến khi cái cây nó sắp chết, nó bị sâu đục thân, ăn cho đến mòn 70-80%, thì cho dù thời gian bạn vun đắp phục hồi lại, nó vừa mất thời gian mà nó còn hại cho cái cây đó nữa. Đúng không nào? Chúng ta phải để ý những điều như vậy bạn nhé. Và cái điều thứ năm làm cho bạn có được cái sự an toàn và hạnh phúc hơn khi mà bạn đầu tư cho chính bản thân, đó là cái việc bình tĩnh khi mà bạn gặp những cái tình huống khó. Khi mà bạn cảm thấy một mình không thể xoay chuyển được tình huống thì các bạn lập tức đi tư vấn ngay. Đi tư vấn là một cái trạng thái mà bạn cần khám bệnh cho tâm hồn của mình. Những người tư vấn sẽ là cái người mà đem đến cho bạn một cái liệu trình spa về tâm hồn. Bạn sẽ có cảm giác bình an, bạn sẽ biết mình sai ở đâu, chỉnh sửa như thế nào để có được một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Đây là những cái điều mà rất là nhiều người cần phải chú ý. Vì khi mà bạn gặp những cái vấn đề rắc rối, một mình bạn không thể giải quyết được, thì cái người chuyên môn về cái lĩnh vực đó, họ sẽ là cái người đưa ra cho bạn những cái định hướng tốt. Tránh cái trường hợp bạn nghe theo lời xúi dục, hoặc là bạn nghe theo cái người mà đứng về phía bạn, bênh các bạn, rồi cuối cùng bạn hành xử sai và có nhiều người đã đánh mất hạnh phúc của mình vì một cái phút bốc đồng, nóng giận hoặc là suy nghĩ không thấu suốt bạn nhé. Khi mà các bạn phát hiện sớm những cái trường hợp mà các bạn có thể khắc phục được thì các bạn nên tư vấn ngay, nên tìm một người trợ giúp có kiến thức để mà giúp các bạn hành xử đúng nhất và an toàn nhất, đưa ra được giải pháp hạnh phúc bình an cho hôn nhân của bạn, đến được cái bến bờ gọi là ổn định nhất. Cái bước thứ 6 để chúng ta đầu tư cho hạnh phúc bản thân đó chính là cần phải có một cái định hướng rõ ràng trong hôn nhân. Ví dụ như là các bạn xây dựng những cái kế hoạch trong hôn nhân, 100% nó sẽ không diễn ra được như những gì bạn mong muốn, nhưng ít ra cái tỷ lệ thành công nó cũng nhiều, bởi vì bạn đã có những cái hướng, những cái mong muốn, những cái kế hoạch, những cái ý định cho cuộc sống hôn nhân của bạn nó như thế nào. Cũng như là cái việc mà nuôi dưỡng con cái, nuôi dưỡng cái tâm hồn con trẻ nó sẽ như thế nào. Đây là những cái việc mà giúp cho bạn kiến tạo một gia đình hạnh phúc. Nó phải bằng những cái hành động thực tế, bằng những cái điều thực sự trong cuộc sống. Và chắc chắn những cái cách như vậy, những cái điểm thăng và những cái thứ bậc sắp xếp như vậy thì nó sẽ an toàn cho cái vấn đề bạn đem đến cho mình những cái hạnh phúc trong hôn nhân. Khi mà các bạn đầu tư vào bất cứ cái gì, bạn cũng muốn bạn thành công. Nhưng mà rất là nhiều người lại không chú trọng cho cái việc mà đầu tư cho hạnh phúc bản thân. Khi chúng ta có một đời sống tinh thần nghèo nàn, hoặc là chúng ta bị tổn thương về tâm hồn, thì mọi hoạt động chúng ta đều ngừng lại. Chúng ta chẳng muốn kiếm tiền, chúng ta chẳng còn muốn đi làm,
Thậm chí có những người tiêu cực đến mức mà phá hủy cuộc đời của mình nữa kìa. Hủy hoại chính bản thân họ. Bạn thấy không? Cái việc mà đầu tư cho hạnh phúc là một điều rất quan trọng mà nhiều người phụ nữ chúng ta nên chú ý đến bạn nhé. Tôi rất là hy vọng video này có thể mang được đến cho bạn những cái ý tưởng tích cực để giúp bạn xây dựng và kiến tạo cho mình những cái điều tốt đẹp trong một cuộc hôn nhân bền vững và hạnh phúc bạn nhé. Rất là cảm ơn các bạn đã lắng nghe phần chia sẻ của tôi. Xin chào các bạn. Hôm nay Sóng Tình Yêu sẽ đến với các bạn trong một cái chủ đề là người thứ ba sẽ hối hận khi nào. Các bạn thân mến, có rất là nhiều người thứ ba sẽ cảm thấy bản thân họ bị người khác gièm pha, bị người khác chống đối, bị người khác xem thường, hoặc là bị người khác cho rằng bản thân họ không đúng khi bước vào một mối quan hệ yêu một người đàn ông đã có vợ. Nhưng mà cái sự cố chấp, cái sự ngã mạn và cái lý đúng của người đang sai thì họ lại không đủ cái sự bình tĩnh sáng suốt để nhận ra họ sai ở đâu. Và trong cái sai đó, họ vẫn có thể tự biện minh cho mình rằng tôi không sai bởi vì tôi là người đến sau, tôi là cái người chậm chân và tôi có được tình yêu của người đàn ông đó. Tôi không phải là người đàn bà yêu đơn phương và cái mối tình của tôi đến là do tôi và người đàn ông đó có cảm xúc với nhau, chứ không phải bởi vì tôi xuất hiện mà họ mới tan vỡ. Hai vợ chồng họ thực sự là có vấn đề. Tôi không phải là người phá vỡ và bản thân tôi cũng không phải là người chiếm đoạt. Vậy thì người thứ ba sẽ cảm giác mình hối hận khi nào? Khi mà yêu một người, hoặc đã vì một người, hoặc là đã hy sinh cho một người, hoặc là đã làm rất là nhiều thứ cho một người, rồi cuối cùng nhận lại những sự đau đớn và tổn thương cho mình. Vậy hôm nay Sóng Tình Yêu sẽ cùng chia sẻ với bạn những cái lúc mà người thứ ba sẽ cảm thấy mình hối hận trong 5 tình huống sau đây. Hy vọng rằng video này cũng sẽ giúp cho người thứ ba hiểu và định hình rõ những cái bước tiến trong cái mối quan hệ của mình với người đàn ông có vợ, để bạn có thể tự nhận ra bạn nên làm cái gì. Còn nếu mà khi mà bạn đã muốn yêu một người đàn ông có vợ thì không ai cản được bạn. Chỉ khi bạn muốn rời bỏ, muốn thoát khỏi cái mê cung tình ái, muốn thực sự chia tay, muốn buông bỏ mọi thứ thì bạn mới có thể bắt đầu được cái hành trình rời bỏ. Vậy thì bạn sẽ hối hận khi làm người thứ ba lúc nào? Sẽ có 5 thời điểm như sau. Thời điểm thứ nhất, bạn sẽ cảm thấy hối hận khi mà người thứ ba phát hiện những gì bạn cố gắng đạt được lại là cái điều khiến cho bản thân người thứ ba bị đau khổ đến mức dằng vặt. Ví dụ như khi nào? Khi mà người thứ ba bị bỏ rơi, người đàn ông đó muốn chia tay, người đàn ông đó muốn rời xa bạn. Cái sự khổ đau đó nó dâng cao lên tột độ khi mà bạn không muốn rời xa họ. Vì bạn yêu họ thật lòng, bạn không muốn rời xa họ. Thế nên là khi mà họ muốn rời bỏ, ngừng cái mối quan hệ lại, thì bạn lại là cái người không chấp nhận được cái việc này. Và khi nào? Khi mà người thứ ba bị bắt quả tang ở khách sạn, nhưng mà người thứ ba lại trốn thoát thành công, nhưng mà vẫn có những cái dấu hiệu, ví dụ như xe hoặc đồ đạc của người thứ ba để quên lại, mà người vợ biết thừa người thứ ba này, những vật dụng này là của người thứ ba đó. Tức là họ biết rõ ràng người thứ ba đó đã đến khách sạn cùng với chồng nhưng mà chạy thoát. Thì cái vấn đề mà thoát được cái sự bắt đuổi của người vợ làm cho người thứ ba không có bị bẽ mặt lúc đó, nhưng mà vẫn bị quê chứ, vẫn xấu hổ. Và cái cảm giác đó làm cho người thứ ba cảm thấy buồn. Và khi nào người thứ ba sẽ cảm thấy buồn? Khi mà người đàn ông không bỏ vợ, khi mà người thứ ba bụng mang dạ chửa sinh con mà không danh phận, rồi một mình đối diện với cơn đau đẻ, rồi một mình chăm con, một con vẫn là người thứ ba, hai con vẫn là người thứ ba, thậm chí ba con vẫn là người thứ ba. Cái hy vọng sinh thêm con sẽ làm cho vợ chồng nhân tình bỏ nhau tan vỡ. Nhưng mà bà vợ thì cứ sống bình yên, chẳng ghen tuông, không tấn công. Người thứ ba mãi mãi là một người không được giao chiến khi mà người vợ không tham gia vào những cái trận chiến của người thứ ba công kích. Nên người thứ ba không có cái cơ hội để thay đổi một điều gì cả. Chờ đợi mãi, chán, chửi rủa, tự chửi mình là kẻ ngu si rồi thất bại. Rời khỏi cái câu chuyện ba người như cái lúc mà họ bước vào cuộc chơi.
Một cuộc tình ba người đầy ngang trái, bây giờ bước ra một cách thảm hại, nhận ra rằng mình đã phí đi một cuộc đời có giá trị bởi vì một cuộc chơi không đáng có. Cái thời điểm thứ hai mà người thứ ba sẽ hối hận, đó là lúc nào? Lúc người thứ ba nhận ra cái sự phũ phàng. Khi ở bên cạnh một người đàn ông mà người đàn ông đó không ngừng hối hận, vẫn yêu vợ cũ, tâm lý vẫn muốn quay lại và giằng xé nội tâm bởi vì người vợ tốt đó đã vì mình rất nhiều, nhưng mà người đàn ông này lại làm tổn thương người vợ đến mức người vợ bị bệnh, người vợ sang chấn tâm lý, người vợ phát điên, người vợ bị mắc những cái bệnh về thần kinh, làm cho người đàn ông khi sống bên cạnh người thứ ba, cho dù là đã bỏ vợ rồi nhưng mà tâm lý người đàn ông vẫn bàng hoàng, vẫn chua xót, vẫn nhớ mong và thường xuyên quan tâm với cái quá khứ đó. Thậm chí họ còn ghen với vợ cũ khi mà vợ cũ của họ có người mới. Cái điều đó làm cho người thứ ba có cảm giác mình đã có được thân xác của người đàn ông nhưng mình lại không có được tâm hồn của người đàn ông đó. Cái cảm giác chua, cái cảm giác xót, cái cảm giác cay đắng đó nó hiện hữu trong tâm lý của người thứ ba. Và người thứ ba sẽ có cảm giác mình hối hận vì tất cả mọi thứ mình dày công có được cũng chỉ là một cái xác vô hồn. Đó. Thế nên là người thứ ba sẽ cảm thấy cay đắng khi mà đối diện. Và trong cái lúc mà tuyệt vọng như vậy thì có những lúc người thứ ba đã phải bật khóc vì cảm thấy mình hoàn toàn không hề thắng trong một cái trận chiến như vậy. Cái thời điểm thứ ba mà người tình của chồng cảm thấy chua xót, cảm thấy hối hận là lúc khi sống cùng với người đàn ông đó, bản chất người xấu hiện ra một cách rõ ràng. Những cái tật xấu trong đời sống sinh hoạt vợ chồng bắt đầu nảy sinh ra, những mâu thuẫn, những tranh cãi. Và lúc này người thứ ba mới thấy rằng bản thân họ là cái người phụ nữ thay người vợ cũ gánh những cái món nợ mới trên đôi vai của mình. Người thứ ba sẽ cảm thấy rất mệt mỏi. Sau khi lấy ông chồng mới biết là ông chồng nghiện game, ông chồng nghiện bài, ông chồng nghiện thuốc lá, ông chồng nghiện rượu, hoặc là ông chồng nghiện gái. Bắt đầu khổ sở với những cái tật xấu, với những cái điều mà lúc yêu người đàn ông này giấu, che đậy và biểu hiện những cái điều rất tốt, trái ngược hẳn với con người mà sau khi mà người thứ ba có được gọi là chồng, nhưng bây giờ có được hạnh phúc không? Lại phải ngậm ngùi cay đắng bởi vì những cái tính xấu của chồng. Đây có thể xem là cái sự thất bại của người thứ ba khi đạt được những cái gì người thứ ba cố tranh mà được. Cuối cùng lại phải khổ đau, lại phải hối hận trong những cái được mất mà mình muốn có được. Khi mà người thứ ba sẽ hối hận, lúc mà cái thời điểm thứ tư trong cái video này tôi muốn chia sẻ cùng với bạn, đó là có được sau cái việc tranh đoạt, vợ chồng họ bỏ nhau rồi lại tiếp tục phải chiến đấu để mà bảo vệ gia đình của mình. Bởi vì sao? Vì sự tấn công của người thứ ba mới, gọi là hậu bối đấy. Tại vì người thứ ba bây giờ đã trở thành vợ và thấy chồng mình lại có một người thứ ba mới tinh, hay còn gọi là thứ tư đi ha. Thì lúc này người thứ ba lại phải gồng mình lên để mà chiến đấu. Mới chiến đấu xong để có người đàn ông đó, bây giờ người đàn ông đó lại có thêm một người nữa, thì người thứ ba này lại phải tiếp tục vác súng lên để mà chiến đấu, để mà giữ người đàn ông đó thuộc về mình. Tranh đoạt mãi mới có được cái thành trì, bây giờ lại phải bảo vệ cái thành trì đó, kẻo mà người thứ ba khác chiếm lấy, cướp mất hoặc đoạt được. Đây chính là cái lúc mà người thứ ba tĩnh lặng, nghĩ lại cái cuộc đời của họ toàn là phải tranh đấu, giữ chứ không bị cướp, hoặc là đi cướp của người khác để có được. Thì lúc này người thứ ba sẽ cảm thấy rất là buồn và cái tâm lý hối hận xuất hiện. Cái thời điểm thứ năm mà người thứ ba sẽ cảm thấy hối hận, cảm thấy mình ngốc nghếch, cảm thấy mình hoàn toàn là vô tri, vô thức khi mà yêu cố đoạt được những cái gì không đáng thuộc về mình và mình không nên có nó để phải khổ sở như ngày hôm nay. Đó là lúc nào? Lúc mà người thứ ba bị nhiễm những căn bệnh về tình dục, hay còn gọi là bệnh xã hội đó. Và có những căn bệnh mà người thứ ba phải trả giá bằng cái việc là cắt cổ tử cung hoặc là nạo những cái vết nấm trắng ở trong cổ tử cung, và những cái bệnh liên quan về đường máu khi mà quan hệ tình dục, ví dụ như là viêm gan B, hoặc là những cái bệnh liên quan đến virus HPV, ung thư cổ tử cung chẳng hạn.
Đây là những cái bệnh mà nó ngấm vào máu, điều trị rất là lâu dài và tốn kém, ảnh hưởng đến quá trình sinh nở. Còn có những cái bệnh sù màu gà, hoặc là những bệnh giang mai, hoặc là những bệnh nấm, thì nó cũng ảnh hưởng đến người phụ nữ, ảnh hưởng đến sức khỏe của người phụ nữ. Và người phụ nữ lúc này thì lại phát hiện ra rằng mình không phải là người thứ ba duy nhất, hoặc là bản thân người thứ ba bụng mang dạ chữa, không được người đàn ông nó quan tâm, hoặc bị bỏ rơi trong cái tình trạng là người đàn ông đó chạy trốn, mất tâm mất tích, hoặc là không biết người đàn ông đó ở đâu, và người đàn ông đó hoàn toàn phủ nhận mối quan hệ này, thì người thứ ba sẽ rơi vào cái trạng thái tuyệt vọng và tâm lý xuất hiện hối hận là điều đương nhiên. Các bạn thân mến, khi các bạn đã chọn mình làm người thứ ba, có những lúc bạn sẽ không tin rằng mình sẽ bất hạnh trong cái mối tình này. Và đương nhiên vẫn có những người thứ ba khẳng định rằng tôi là người thứ ba hạnh phúc. Nhưng bạn biết không, có những người thứ ba đã phải trả giá một cái giá rất đắt, đó chính là phá thai. Phá thai là hình thức trực tiếp giết người. Phá thai là làm những cái điều tội lỗi. Tà dâm là quan hệ bất chính với người đàn ông có vợ. Đây là một cái lỗi mà bất cứ đạo nào cũng cấm. Vì nó là tội ác nên là mới bị cấm. Vì nó là cái hành vi trái đạo, trái với cái luật đời, nên cho dù bạn không có đạo thì bạn vẫn bị những cái điều chi phối nhân quả trong cái việc mà mình đã lỡ làm sai. Đây là một video cảnh tỉnh các bạn, đồng thời chia sẻ cho các bạn biết rằng những cái thời điểm mà bạn có thể sẽ bị hối hận. Và có những người thứ ba vẫn đang ngông cuồng, vẫn đang cười cợt, vẫn đang xem rằng mình đang rất hạnh phúc, đang rất vui. Nhưng mà ẩn đằng sau những nụ cười là những cái sự cay đắng, những cái sự thiệt thòi, những cái sự tổn phước đang dần dần bào mỏng đi những cái phước đức mà chính bạn đang từng ngày hủy hoại mà bạn lại không ý thức được điều đó bạn nhé. Rất là cảm ơn các bạn đã lắng nghe phần chia sẻ của tôi trong ngày hôm nay.